Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị thân mến, Đức Phật nói rằng cuộc đời là bể khổ mênh mông. Con người không ngừng tranh giành, chiếm đoạt để giành những điều tốt đẹp nhất về phía mình. Vì thế, bất cứ ai trong đời này cũng đều mang một nỗi khổ riêng. Muốn hết khổ, mọi người phải cùng hành thiện tích đức, đem đến những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Ngược lại, những người làm những việc độc ác, lừa mình, dối người sẽ bị quả báo nặng nề. Và sau đây là 9 việc thất đức nhất định cần phải tránh. Sống làm 9 nghề này, trời tru đất diệt. 1. Bán thuốc giả chữa bệnh. Những người mắc bệnh đã phải chịu nhiều đau khổ. Họ đã phải chịu những đau đớn về thể xác do bệnh tật hành hạ. Không những thế, bệnh nhân còn bị những lo lắng về bệnh tật dày vò. Ngoài ra, những khó khăn về kinh tế cũng làm cho họ đứng ngồi không yên. Không ít người đã phải bán nhà bán cửa để mà chạy tiền thuốc thang. Những nỗi lo lắng khó khăn chồng chất khiến cho họ đứng ngồi không yên. Họ bán cả gia sản đi chỉ để mua thuốc. Những mong vượt qua được bệnh tật, bỏ tiền ra để mà mua thuốc là bệnh nhân và người nhà đã đặt cược cả tính mạng của mình vào đó. Chính vì vậy, bán thuốc giả cho họ là một tội ác không thể tha thứ. Đó là một việc làm thất đức bậc nhất trong thế gian này. Bán thuốc giả chữa bệnh có thể cướp đi tính mạng của người khác, đánh cắp hy vọng sống của họ. Hưởng lợi ích, sống sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác là kẻ bất nhân, vô đạo. Kẻ buôn bán thuốc giả chữa bệnh phải lãnh chịu quả báo nặng nề. Khi sống, họ sẽ bị pháp luật trừng phạt. Những kẻ buôn bán thuốc giả có thể bị tù đày và thậm chí là tử hình. Khi chết đi, sẽ bị đọa đày xuống địa ngục, phải chịu đựng những sự trừng phạt vô cùng đau đớn. 2. Làm quan tham nhũng. Làm quan là tạo phúc cho dân. Người làm quan thanh liêm, biết vì người khác mà hy sinh, sẽ đem đến cho người dân những điều tốt đẹp. Ngược lại, những kẻ tham lam vơ vét của chung làm của riêng, ăn tiền đút lót để làm những điều sằng bậy sẽ khiến nhiều người phải lao đao. Quan tham nhũng sẽ trở thành tay sai của kẻ có tiền. Việc làm của họ không còn vì dân mà vì lợi ích của những kẻ đút lót, nịnh bợ. Đồng tiền khiến họ mờ mắt nên sẵn sàng làm những việc băng hoại đạo đức, hủy hoại đời sống của người dân. Chính vì vậy, những kẻ làm quan mà tham nhũng sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Không chỉ bị trừng phạt của pháp luật, mà con cháu của họ cũng có thể phải gánh quả nghiệp. 3. Trông trẻ mà bạo hành. Trẻ con là mầm non của đất nước, chúng chưa có khả năng tự vệ. Những đứa trẻ vô tội không có khả năng chống lại sự bạo hành, đánh đập hay dọa nạt của người lớn. Vì vậy, trẻ em luôn cần được chở che, bảo vệ và dạy bảo một cách chu đáo. Do đó, những người mà làm nghề trông trẻ mà lại đánh đập, dọa nạt trẻ cũng là một việc làm thất đức. Dọa nạt, đánh đập một đứa trẻ không có khả năng phòng vệ, không biết phải tự bảo vệ mình là một hành vi vô cùng độc ác và đáng lên án. Không chỉ vi phạm pháp luật, những người này còn phải chịu sự trừng phạt của luật nhân quả. Họ phải chịu nghiệp báo nặng nề, họ có thể bị tuyệt tự hoặc con cái hư học, tán gia bại sản. 4. Trộm cắp, cướp giật. Tài sản trộm cắp và cướp giật là cái thứ tài sản phi nghĩa. Những kẻ trộm cắp cướp giật hưởng thụ trên xương máu sức lao động của người khác. Và đó là những kẻ lười biếng, chỉ thích hưởng thụ nhưng lại lười lao động. Những kẻ này sẽ bị trừng phạt nặng nề. Những kẻ trộm cắp cướp giật khi sống phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ngoài việc phải chịu tù tội, kẻ trộm cắp cướp giật còn phải chịu sự khinh bỉ, coi thường của những người xung quanh. Trộm cắp
cướp giật xuất phát từ tâm tham, một trong tam độc tham, sân, si, khiến cho tam nghiệp tâm, khẩu, ý lại càng chồng chất và phải chịu trầm luân thống khổ. 5. Buôn bán thực phẩm bẩn, tầm hóa chất. Ngày nay, nhiều người chạy theo lợi nhuận nên đã buôn bán nhiều loại thực phẩm được ngâm tầm hóa chất cho người tiêu dùng. Những loại thực phẩm này hủy hoại sức khỏe của con người. Nó khiến cho người mua bị bào mòn sức khỏe mà không hề hay biết. Bán thực phẩm mà ngâm tầm hóa chất không khác gì hành vi đầu độc, giết người. Thậm chí tội nghiệp của nó còn lớn hơn giết người. Bởi việc buôn bán thực phẩm bẩn ngâm tầm hóa chất đầu độc rất nhiều người. Những chất độc tích tụ lâu ngày trong cơ thể gây ra nhiều loại bệnh, ung thư và các bệnh nan y khác. Chỉ vì lợi nhuận của bản thân mà gây ra sự đau khổ, hủy hoại sức khỏe của người khác là tội nghiệp rất nặng. Nó sẽ khiến những kẻ này phải chịu trầm luân, mạt kiếp. 6. Buôn bán người. Buôn bán người là tội ác trời không dung, đất không tha. Những kẻ buôn bán người thường lợi dụng sự hiểu biết của nạn nhân để lừa họ. Thậm chí, lợi dụng vào hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân để đẩy họ vào bước đường cùng. Vì đồng tiền, họ lừa gạt ép buộc người khác để kiếm lấy những đồng tiền nhơ bẩn. Ngày nay, nhiều kẻ bất lương không chỉ buôn bán người mà còn buôn bán cả nội tạng của người. Đây cũng là hành động độc ác không thể tha thứ. Những kẻ buôn bán người phải chịu sự day dứt lương tâm trong suốt cả cuộc đời. Những ám ảnh tội lỗi sẽ khiến tâm của họ không bao giờ được bình yên. Không chỉ thế, nếu hành động tội lỗi của họ bị phát giác, thì có thể bị tù tội, tử hình, chịu bao nhiêu cay cực, khổ sở, tủi nhục. Những kẻ buôn bán người sau khi chết đi cũng không được đầu thai làm người. Linh hồn của họ sẽ phải chịu lang bạt bơ vơ nơi trần thế. 7. Giết thịt động vật. Tại Chiết Giang, Trung Quốc, có người họ Thiệu làm nghề giết mổ và bán rượu thịt. Ông ta nuôi mấy con lợn. Một hôm đang chọn xem con nào béo mập để giết thịt, bỗng có một con trong số đó quỳ mọp xuống mà rứ lệ khóc. Họ Thiệu không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận mang con lợn ấy đi giết ngay. Hôm ấy trời đổ mưa, họ Thiệu bày thịt lên quầy đến tối mịt, vẫn không có một người nào đến mua. Ông ta trong lúc tâm trạng đầy bực tức oán hận, chân mang đôi guốc gỗ đứng lên một chiếc ghế, tay cầm miếng thịt lớn định móc lên cái móc sắt theo chòng xuống từ xa nhà. Không ngờ dùng sức quá mạnh, bất chợt trượt chân làm đào ngã cái ghế, miếng thịt rơi xuống đất. Trong khi cái móc sắt lại xuyên qua lòng bàn tay ông, khiến ông bị treo lên lơ lửng, không cách gì gỡ ra được. Người nhà gấp rút cứu ông ta xuống thì ông ta đã đau đớn cùng cực đến mức mê sảng, không còn tỉnh táo nữa. Khi ấy, vừa lúc trong nhà đang cất rượu, họ Thiệu gào thét đau đớn rồi dùng cả tay vơ cả rượu và hèm rượu cho vào miệng ăn. Bã hèm nhem nhuốc quanh miệng, lại bôi dính khắp người, trông thật nhơ nhớp. Trông ông ta lúc ấy mường tượng như là một con heo dơ bẩn vậy. Họ Thiệu nằm được một chỗ kêu la đau đớn như vậy đến hơn 20 ngày, rồi mới chết. Người đời ai cũng muốn được giàu có, nhưng muốn làm nghề đồ tể lại thường nghèo mạt. Người đời ai cũng muốn khi chết được an lành tốt đẹp, nhưng làm nghề đồ tể ắt phải chết bất đắc kỳ tử. Người đời ai cũng muốn gia đình đoàn tụ, nhưng làm nghề đồ tể thì gia đình thường phải ly tán. Đã biết như vậy, thì cớ gì phải theo đuổi mãi nghề ấy chứ? 8. Săn bắn. Giết hại động vật bằng cách săn bắn cũng là một loại tội ác không thể dung thứ. Nó không chỉ hủy hoại cuộc sống của một sinh vật nhỏ bé, mà còn có thể khiến những đứa con của chúng bị mất đi tính mạng. Câu chuyện của một thợ săn ở Phú Thọ khiến chúng ta không khỏi rùng mình. Người này cho biết, ông không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ông nổ súng bắn khỉ. Hôm đó ông ta gặp may, vừa đến cửa rừng đã nghe thấy tiếng rào rào của đàn khỉ truyền cành. Sau tiếng súng, đàn khỉ bỏ chạy toán loạn, để lại trên mặt đất con khỉ cái trúng đạn và
chú khỉ con mới sinh bám chặt trên lưng. Dường như biết mình không qua khỏi, khỉ mẹ cuống quýt vạch vú nhét vào miệng con, đồng thời vơ vội mấy chiếc lá khô vắt sữa từ bầu vú bên kia xuống, như muốn để dành. Ông Hồng đứng chết lặng, nhìn khỉ mẹ thể hiện tình mẫu tử. Cảm giác ân hận chua xót tràn ngập trong lòng. Cây súng trên tay tuột xuống đất lúc nào cũng không hay. Hôm đó người thợ săn lão luyện về bản không phải với con thú trúng đạn, mà là con khỉ nhỏ luôn miệng kêu gào trên tay. Ngay đến loài vật còn có tình mẫu tử yêu thương nhau đến vậy, thì tại sao con người phải tạo nhiều ác nghiệp đến như vậy kia chứ? 9. Buôn bán gian lận. Buôn bán kinh doanh là ngành nghề không thể thiếu được cho cuộc sống. Nó là nghề trung gian kết nối giữa dàn sản xuất và tiêu dùng. Kinh doanh giúp cho việc buôn bán kinh doanh trở nên hanh thông. Nó vừa thúc đẩy sản xuất, vừa thúc đẩy tiêu dùng, khiến cho nền kinh tế của đất nước phát triển. Tuy nhiên, nếu buôn gian bán lận sử dụng thuốc độc để kinh doanh có lãi thì lại là một tội ác. Chuyện xưa kể rằng, có một nhà làm nghề buôn bán, gian tham, chế ra một cái cân cán rỗng. Khi đổ thủy ngân, hai đầu bịt đồng, không ai biết. Khi cân hàng bán cho người ta thì dốc cái cán về đằng móc, còn khi cân hàng mua của ai thì dốc cán cân về đằng quả. Như vậy một cái cân vừa nặng vừa nhẹ được, và bao giờ phần lợi cũng về mình. Không bao lâu sau, nhà ấy trở nên giàu có vì buôn bán lọc lừa, lại sinh ra được hai đứa con mặt mũi khôi ngô, học hành thì thông thạo. Thiên hạ ai đấy đều khen nhà này có đại hồng phúc. Một hôm hai vợ chồng ngồi bàn với nhau. Nhà ta ba bây giờ thì đã giàu có nhiều, lại được hai đứa con khôn ngoan học hành, giỏi giang. Bây giờ thì ta đem phá bỏ cái cân điên đảo kia đi, để mà dành đức lại cho con về sau. Bàn xong, hai vợ chồng thuận tình làm lễ sám hối, trên thì cúng vật, dưới cáo cùng tổ tiên, rồi đem cái cân ra trẻ. Khi mà trẻ ra thì thấy trong cái cân có đọng một cục máu đỏ. Từ đó hai vợ chồng bảo nhau ăn nở tu nhân tích đức, tránh điều dữ mà lại làm điều lành. Nhưng cách đó hai tháng, bỗng một hôm một đứa con lăn ra chết. Rồi không bao lâu sau, đứa con kia cũng gào lăn khóc lóc mà chết nốt. Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc thảm thiết, nghĩ rằng mình đã có cái bụng cải ác vì thiện mà trời Phật cũng không chứng quả. Rồi hai vợ chồng dầu dĩ khổ sở, cứ ngồi than vãn, thở vắn, không buồn động đến việc gì nữa. Một đêm, hai vợ chồng cùng nằm mơ thấy một vị thần hiện lên bảo rằng: vợ chồng hãy nên lo toan mà làm ăn tu tình lại, chớ ngồi vậy mà lại trách trời không có mắt. Trước trời thấy các ngươi buôn bán lọc lừa, trời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai phá tan cho hết những cái của phi nghĩa mà nhà ngươi chắt bóp nhặt nhạnh bao năm nay. May mà vợ chồng nhà ngươi sớm biết hối hận, cải tà quy chánh, tránh giữ làm lành, trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa, vợ chồng cứ ăn ngay ở lành, rồi trời lại đền cho hai đứa con khác để ngày sau mà nhờ. Hai vợ chồng biết thế, không thương khóc con nữa, lại chăm chỉ làm ăn như cũ, và lúc nào thì cũng tâm tâm niệm niệm rằng cố gắng làm bao nhiêu điều từ thiện phúc đức thì càng tốt. Quả nhiên, hai năm sau lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa con hiền lành tử tế, văn hay chữ tốt, rồi sau lớn lên làm cho cha mẹ được vẻ vang, sung sướng trong cảnh già. Mới cân điêu mà quả báo đã là quỷ đầu thai làm phá gia chi tử. Thử hỏi những người vô lương tâm bán sữa giả, thuốc giả, đồ ăn tầm hóa chất, rau cỏ thì độc hại, giết người không giao, thì sẽ phải chịu những trừng phạt thảm khốc như thế nào đây? Nếu chẳng quay đầu sám hối, e rằng không còn kịp nữa. Người xưa có câu: ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, gieo nhân nào gặt quả ấy. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại thấy những điều trái ngược hiện diện trong cuộc sống này. Có người kia ăn ở rất hiền lành, suốt đời làm những việc tốt, ấy mà cuộc đời sau lận đận xui xẻo và gặp nhiều tai họa đến thế. Ngược lại,
Có những người nhìn thôi đã biết là xấu, tâm địa đen tối thì lại rất gặp may mắn. Chứng kiến thực tế này, chắc hẳn không ít người trong số chúng ta đâm ra hoài nghi hoang mang về hai từ công bằng, về luật nhân quả trong cuộc đời. Nhưng theo triết lý của Đạo Phật, sự bất công mà chúng ta nhìn đấy thực ra rất công bằng theo luật nhân quả, và điều này liên quan trực tiếp đến nghiệp từ tiền kiếp. Để hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây nhé. Chị Hoa vừa mở cửa phòng mẹ đã khựng lại vì mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Chị hốt hoảng lao tới khi nhìn thấy thứ mẹ chị vừa xòe ra. Càng đau lòng hơn khi thấy trên mép mẹ còn lem nhem cái thứ bà đang nắm. Nước mắt chị chảy dài trên má, nấc lên đau đớn. Mẹ ơi, sao khổ quá vậy mẹ? Ông trời ơi, mẹ con có nhiều tội quá, xin ông cứ lấy của con 5-10 năm sống để con trả bớt nghiệp cho mẹ con. Chị bế mẹ vào nhà vệ sinh, thả bà vào bồn tắm rồi bật đèn sưởi, xả nước tắm rửa cho mẹ. Vừa làm chị vừa khóc. Chị khóc thương mẹ, khóc thương chị, thương các em dâu của chị. Chị biết bà đang trả nghiệp bà đã gieo. Nhà có 5 chị em. Chị là gái đầu và một em gái út đã bệnh mất. Giữa lại là 3 em trai. Bố chị làm bác sĩ nên đi trực thường xuyên. Ngày nghỉ lại đi làm ở phòng thuốc của ông nội cùng chú bác. Mọi việc trong nhà một tay bà Hiền quản. Bà tên Hiền nhưng bà không hề hiền một chút nào. Con gái lớn lấy chồng, 3 con trai lần lượt lấy vợ. Nhưng nhà bà không một ngày để bình yên. Cuộc sống của các em dâu chị rất khổ sở với mẹ chồng. Chào bà ra chơi đấy cháu. Bà mang cái gì cho cháu mà nhiều thế? Bà Hiền đon đả chào thông ra, rồi nhanh tay đỡ cái làn đầy ụ thức ăn, nào trứng nào thịt, nào con gà đã làm sẵn, cùng rau củ quả trong vườn nhà. Bà Hiền đón luôn chiếc cặp lồng mà thông ra định xách vào phòng cho con gái. Bà ơi, nhà tôi của ăn của đẻ đầy ra, có để cháu đói bữa nào đâu mà bà cứ phải nấu cháo mang ra thế này. Bà làm thế thiên hạ họ không hiểu, cho lại cho là tôi để con dâu đói đấy bà. Mồm 5 miệng 10 tay toan thoát, bà liến thoáng một hồi không để cho thông gia nói đến một câu. Rồi nhanh như làn gió, bà xách tất cả mọi thứ thông gia vừa mang đến về buồng của bà. Xong rồi bà phủi tay ra bàn rót nước, véo von mời bà ngoại. Khổ thân bà lụa, chiều qua nghe hàng xóm ghé chơi bảo, con gái bà mới sinh con mà nom nó gầy và xanh lắm, nhìn nó như là thiếu ăn ấy. Buồn hết ruột gan, sáng sớm bà vội bắt con gà mái tơ đang gại trứng làm sạch sẽ, rồi lại chạy sang chợ mua cái móng giò bỏ nắm gạo và hầm cháo, thêm ký thịt nạc thăn, nhặt đôi chục trứng gà cùng răm củ su hào non mướt bỏ vào làn tất tưởi, nhờ người trở ra thăm con gái. Bà nhớ hôm mới sinh thằng cu, mẹ nó nhiều sữa lắm cơ mà. Hôm ấy bà và các cô bác ra thăm cho nó mấy đôi gà và răm chục trứng, rồi thịt nạc thì cũng vài ký. Mẹ chồng nó bảo, thịt này để tôi giã ruốc cho cháu nó ăn cho nó lành dạ, trứng này tôi sẽ luộc hàng ngày cho nó ăn, gà thì sẽ thịt hầm sâm ăn cho nó bổ. Ông nội thằng bé làm thuốc bắc mà có đầy vị thuốc bổ cho bà đẻ. Vậy mà sao con bé lại gầy nhỉ? Bước chân vào căn phòng tối om, bà dụi mắt mấy lần mới nhìn thấy con gái bà đang nằm bẹp dí trên giường. Thằng bé thì đang thiêu thiêu bên cạnh. Nghe tiếng mẹ gọi, Hà nhổm dậy đưa tay bật công tắc cây đèn tròn đỏ quạnh. Ơ mẹ mới ra ạ. Hà chưa kịp chào hết câu thì bà Hiền đã vào phòng lạnh lót. Đấy bà xem, thằng bé ăn ngoan thế, ăn ngủ suốt ấy. Mẹ nó nhàn lắm bà, ngủ ngày, ngủ đêm cả tháng nay, sướng thế chứ. Chả như cái thời của tôi ngày xưa bà, vừa đẻ được 3 ngày đã phải ấn cho mẹ chồng, rồi bị bõm ngoài đồng cấy hái rồi. Giờ thì các chị ấy ăn không ngồi rồi, bế con còn chả nổi ý bà. Mà nhà tôi thì sơn hào hải vị, cha còn thiếu thứ gì cho mẹ nó ăn đâu. Đấy bà xem, mẹ nó có béo lằn ra thế này cơ mà. Vừa nói, bà Hiền vừa kéo cánh tay gầy guộc trắng xanh của Hà lên cho bà thông ra xem.
Bà Lụa nhìn con mà quặn thắt trong lòng. Mấy hôm nào cổ tay nó tròn lặn ra thế, mà giờ hỡi ôi. Hà rơm rớm nước mắt nhìn mẹ. Đến bữa cơm, Hà vừa thò đũa vào đĩa trứng rán vàng ươm thì đã nghe một bài giáo huấn với đầy đủ nốt thăng la cao vun vút. Chị này, tôi là tôi kiêng cho chị đấy nhé. Chị phải biết giữ mồm giữ miệng thì sau này chị sướng. Chứ giờ chị ăn cho bóng môi nhờn mép thì sau này già người thấy là miệng lại nôn trâu nôn cháo chị mới thấm thía nhé. Cô rụt đũa về đĩa rau muống già cuối vụ, nhón nhén gắp một cọng chấm vào bát nước cái đưa lên bát cơm ăn. Nước mắt cô ứa ra. Trứng ấy là của gì? Cô của Hà mừng cho cô sinh cơ mà. Rõ hôm ấy cô nghe mẹ chồng cô véo von, tôi sẽ hấp luộc cho cháu nó ăn cho bổ mà. Sao giờ bà mang rán rồi lại cấm cô ăn thế này? Đĩa thịt nạc kho mặn vòn vẹn 6 miếng, cô đã ăn 2. Cô đã rón rén cắp miếng thứ 3 lên bát. Hai, mai lại phải mua thịt rồi. Bà Hiền thở dài cái sượt, rồi chờ đầu đũa quén quén mấy miếng thịt nạc kho dành cho bà đẻ. Miếng thịt như mặn hơn trong miệng Hà. Bà kiêng cả việc con trai không được vào phòng vợ, nên con khóc con quấy thì cứ mình Hà ôm con. Đêm, cu Hải nó đói khát sữa, khóc ra giả. Chồng Hà nghe con khóc vén màn, định chạy vào giúp vợ, thì bà lại hắng giọng. Đàn ông đàn ăn không nên vào phòng bà đẻ, ô uế hại khí. Rồi bà nhiếc, có ăn với bế con mà cũng không nổi thì chị còn định làm gì nữa đây? Hà chùi nước mắt, vén áo vạch đi cho con. 3 tháng ngược cữ là 3 tháng bà bắt Hà cấm cung trong phòng. Không phải nấu cơm, không phải làm việc nhà, chỉ có việc chăm con. Đấy, tử thế thế còn gì, có ai kiêng cữ cho con dâu được như bà đâu. Bà luôn miệng nói sợ con dâu sau này sinh bệnh, nên ngày 3 bữa cơm Hà được ăn với rau muống già luộc cho mắm cáy, thịt nạc kho mặn. Gà một người biếu bà thả vừa nuôi, sau nó đẻ lấy trứng mà ăn. Nhưng trứng gà thì bà đem rán và bảo bà là bà đẻ, kiêng mỡ thì không nên ăn. Sang tháng 4 lấy cớ sắp đi dạy, Hà xin phép bà cho lên trường rồi ở nhờ mẹ đẻ lên giúp. Trường cô ở trên thị trấn, cách nhà chồng hơn 10 km. Vợ chồng cô vay mượn mua căn nhà nho nhỏ ở tạm. Mỗi lần bà lên chơi, bà lại đòi lại ở cả tháng. Và trong thời gian ấy, chồng Hà chỉ biết lén ôm vợ thì thào bảo, thôi, cố lên em. Các nàng dâu sau lần lượt tách ra ở riêng khi đã chịu đựng bà không quá 1 tháng. Ông vì giận không nói nổi nên ở lì trên hiệu thuốc. Bà lại càng giận chồng thì lại càng chút vào con. Nay bà đến nhà con này, tháng sau bà lại đến nhà con kia. Bà giáo huấn sắp đặt cấm đoán các con và phải theo ý bà. Bà vơ vào cào cuốn tất cả những đồ ăn thức uống của các con mỗi khi đến nhà họ chơi để mang về nhà. Mỗi lần từ nhà các con về là bà tay xách nách mang tất tần tật đồ ăn trong tủ các con, thậm chí cả gói bim bim của cháu bà cũng nhặt bỏ lại để mang về. Thời gian cứ thế trôi, ông về thiên cổ, còn mình bà trong căn nhà rộng. Các con trai con dâu thi thoảng đáo về thăm bà. Con gái nhiều lần góp ý, nhưng bà vẫn chứng nào tật đấy, tham lam rồi giả hoạt. Và rồi sau lễ mừng thọ 80 được vài tháng, cũng là lúc bà phát bệnh. Bà bị lẫn, lúc nào bà cũng thèm ăn, tất cả những thứ gì mềm mà đều ăn, cho dù đó là thứ gì đi chăng nữa. Các con dâu của bà quá hận và ghét bà, nên họ chăm bà theo nghĩa vụ. Họ thuê người giúp việc, nhưng người giúp việc cũng không chịu nổi ngày nào cũng giặt chăn màn ga gối khi bà cất giấu chất thải của mình ở khắp nơi. Bà bảo đấy là bánh, mà bánh thì phải giấu đi, không con dâu nó ăn mất. Chị Hòa thu xếp công việc rồi về chăm mẹ. Chị nhìn mẹ mình, chị xót, chị đau lắm. Chị nguyện đổi tuổi thọ của mình cho bà đỡ cực. Nhưng biết đến khi nào thì bà mới trả hết nghiệp của mình đây.
Quả nhiên khi nghe câu chuyện thật là đau xót, phải không quý vị? Chúng ta thấy đấy, cuộc đời số mệnh con người có thể thay đổi theo nghiệp mà người đó tạo ra. Chúng ta cũng thể tạo ra những nhân mới theo chiều hướng tích cực để khắc phục lại hậu quả của những nghiệp đã tạo trong quá khứ. Và cũng hoàn toàn có thể chuyển nghiệp ngay trong hiện tại. Và quá trình thay đổi nghiệp trong đạo Phật gọi là chuyển nghiệp, chuyển hóa nghiệp. Hãy liên tục làm việc thiện với cái tâm trong sáng. Hãy gieo nhân đúng đắn và tạo những suy nghĩ, thói quen, hành động tốt. Bởi chỉ có như vậy mới mang lại quả tốt về sau. Và bây giờ là bốn lời Phật dạy về cách sống để tránh quả báo. Thứ nhất, phóng sinh. Dù không bằng so với việc cứu người, nhưng cứu sống những con vật tội nghiệp khỏi lưỡi dao đồ tể, khỏi cái chết đau đớn, cũng sẽ đem lại cho bạn phước báo lớn lao. Vì vậy nếu bạn có một khoản tiền dư không dùng đến, hãy mạnh dạn mở lòng, từ bi để trích ra một ít. Hãy mua những con vật sắp bị giết thịt, rồi thả chúng vào một chốn an toàn. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi vì điều đó. Thứ hai, oan gia nên giải, không nên kết. Không ai làm vừa lòng được mọi người, từ đó sẽ kết oan nghiệp. Để trừ nghiệp, chúng ta cần giải oán và mở kết. Mở lòng mình ra chính là cách tốt nhất để xóa bỏ nghiệp chướng. Phật không hóa giải được duyên người kết. Tâm hướng Phật để lòng được thanh thản, hướng tới điều thiện, rũ bỏ điều ác. Cách chuyển nghiệp thứ ba, thường xuyên sám hối, niệm Phật hàng ngày. Với những người khẩu Phật tâm xà, dù đọc bao nhiêu kinh Phật, đi tứ phương bái Phật cũng phải nhận nghiệp do mình gây ra. Vì nghiệp chướng của người này quá nặng, đã tích tụ quá nhiều, nên việc công đức niệm Phật, dù đã giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể dứt sạch nghiệp chướng. Cho nên cần phải niệm Phật thường xuyên mỗi ngày, mới mong giảm bớt được nghiệp chướng. Cách thứ tư, làm thật nhiều việc thiện. Làm việc thiện là phong thủy mạnh nhất để có thể thay đổi vận mệnh con người. Cứu người thoát nạn luôn được coi là công đức hàng đầu, được người khen ngợi, được các bậc thánh thần tán dương, bất kể là nền văn hóa hay tôn giáo nào trên thế giới. Do đó, bao dung độ lượng với người khác chính là bạn đang bao dung với bản thân mình. Tha thứ cho người khác chính là đang tha thứ cho bản thân. Có thể nói, đây là phương pháp tạo nghiệp lành nhanh nhất, hiệu quả nhất và đơn giản nhất. Rõ ràng trong cuộc sống có những người ăn ở hiền lành mà vẫn gặp nhiều khó khăn hoạn nạn, rồi lại có những kẻ tâm địa xấu xa mà ăn nhàn sung sướng. Nhưng chung quy lại là do luật nhân quả chưa trổ thành quả mà thôi. Hiểu được điều đó thì mỗi người chúng ta hãy nghĩ thiện, làm thiện và sớm chuyển hóa những nghiệp dữ trong quá khứ và tạo những nhân tốt đẹp ngay từ hôm nay để gặt trái ngọt về sau. Ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện nhân quả có thật mang tên Không Cố Ý. Tiếng la thất thanh của ông Trương làm người trong làng choàng tỉnh. Tiếng gà gáy canh cuối, mặt trời còn yên ngủ ở cuối trời. Có ai mất đứa con nhỏ nào không? Tôi thấy một ông già khăn đỏ bắt một đứa nhỏ đi về hướng núi. Dân làng lao sao bàn bạc. Chợt có hai vợ chồng chạy đến, nhận rằng có đứa con trai vắng nhà từ chiều qua chưa thấy về. Theo hướng ông Trương chỉ, họ nhờ nhiều người đi tìm phụ. Nhưng chuyện đó chìm dần vào quên lãng, và hai vợ chồng kia vĩnh viễn mất đứa con trai. Riêng ông Trương từ đó đổi tính hiền lành, ít nói, về nhà lập một bàn thờ. Mỗi khi ăn cơm, ông xới thêm một chén cơm để lên bàn thờ và khấn vái lâm dâm. Bà Trương có hỏi, liền bị ông gặt phát đi. Ông có trồng một đám mía. Đến mùa mía chín, lũ trẻ và heo của hàng xóm hay đến phá phách. Ông rất bực mình vì hay phải canh giữ. Một hôm ông đuổi con heo đang phá mía và theo nó về đến tận nhà chủ của nó. Khi được ông ôn tồn nói sự phá phách của con heo, cô chủ ong ỏng chối ngang mà thách ông có đập chết con heo tại chỗ, cô mới chịu nhận hèn là heo của mình có pha miếng. Ông đuối lý và căm giận vô cùng, quyết tâm bắt con heo làm tang chứng để mắng con mụ nó một trận. Ông mài cái cây giáo mũi nhọn cầm theo để rình rập.
ông bò lết qua lại trong đám mía, đến nỗi hai khuỷu tay thành chai cứng. Và rồi cái gì ông mong đợi đã đến. Khi trời vừa sụp tối, ông thấy tiếng ong ỏng con heo đang sột soạt nơi hàng mía bên kia. Ông rón rén bỏ lại gần và phóng mạnh cây dao. Con heo ngã lăn ra, kêu không thành tiếng, chỉ phát ra tiếng khèn khẹt. Ông mừng rỡ, chạy vội lại và thất kinh hồn vía. Thằng nhỏ giãy giụa với cây giáo ghim ngay bụng. Một lúc, nó nằm im, rồi tắt thở. Ông cuống cuồng biết tính sao, rút mũi dao ra là sổ ruột liền, mà đem nó về là đi tù chứ chả chơi. Ông do dự mãi mà không biết cách nào giải quyết. Đến khi gà gáy canh tư, ông đào lỗ chôn thằng bé trong đám mía, phi tang mọi dấu vết và về làng La Lên, đổ thừa trong giả khăn đỏ. Từ đó ông hối hận vô cùng, mỗi bữa ăn đều cúng cơm cho hương hồn thằng bé và nói lên cái sự vô tình và ân hận của mình. Không phải đi đâu vắng ông dặn bà Trương cúng chén cơm, không để gián đoạn bữa nào. Thời gian thấm thoát qua 3 năm. Một đêm nằm mộng, thấy đứa bé đến gọi. Ông giật mình mở mắt, không thấy điều gì, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Như vậy đến lần thứ 3, đứa bé lại đến gọi và nói. 3 năm qua tôi biết rõ lòng ông, không phải ông cố ý giết tôi, nên tôi không oán giận gì với ông cả. Tôi sắp đầu thai làm con của gia đình gần đây, cách nhà ông 6 căn về phía dưới. Ngày mai, ông có nghe gia đình đó sinh con thì tức là tôi. Dưới bụng còn có dấu dao cũ nữa đấy. Tôi báo cho ông biết để ông đừng cúng cơm cho tôi nữa. Ông Trương giật mình tỉnh giấc và thức mãi không thể ngủ được. Sáng ngày ra ông nghe ngóng và biết có gia đình cách nhà ông 6 căn vừa sinh đứa con trai. Đến chiều, ông đem quà đến thăm và vạch bụng thằng bé xem, thì quả nhiên có dấu sẹo mờ mờ. Từ đó ông cứ đến thăm bé đó luôn. Mỗi khi đi chợ về ngang thì không kẹo cũng bánh để đem cho thằng bé. Mối tâm tình của ông và thằng bé đầm ấm mãi. Cha mẹ thằng bé mặc nhiên xem ông như là một người thân thiết và đỡ đầu cho thằng bé. Niềm mối hận bao nhiêu năm được đền trả trong từng hộp sữa, từng chiếc bánh, từng cái nâng niu của ông dành cho đứa bé. Bây giờ thằng bé đã được 8 tuổi. Một hôm, ông đem quà đến thăm nhằm lúc cha mẹ nó đi vắng. Đứa bé ôm ông thưa: ông thương con quá mà con không biết làm sao để trả hiếu cho ông. Ông Trương gâu yếm nói: con muốn trả hiếu cho ông à? Kìa, có trái đu đủ chín ngoài cây kìa, con hại đại ông đi. Đứa bé mừng rỡ nhìn trái đu đủ cao hơn tầm tay với và băn khoăn không biết trái cách nào. Ông bảo nó lấy cây dao mác ra mà chặt. Nó vâng lời lấy cây dao mác ra mà vẫn không tới. Ông Trương đến gốc cây cõng nó lên, muốn nó tự tay hái để đãi ông. Thằng bé thích thú cười, giang tay cua cây mát đứt cuống trái đu đủ. Nhưng khi trái đu đủ rớt tới đất thì lưỡi mác mất đà rơi xuống, ghim sâu vào bụng ông Trương. Ông ngã lăn ra, kêu không thành tiếng, chỉ phát thành tiếng khèn khẹt mà thôi. Ông được đưa về nhà, chịu đựng tình trạng đó hơn 1 ngày đêm và từ chối mọi sự chữa trị. Qua 1 ngày, ông bỗng tỉnh táo lạ thường và nói trở lại được. Ông cho người nhà đi tìm, gọi 2 vợ chồng mất đứa con hơn 10 năm trước, gọi cha mẹ thằng bé hàng xóm đến. Và trước mặt đông đủ con cháu mọi người, ông kể lại câu chuyện đã giữ kín hơn 10 năm qua. Ông khóc, van xin sự tha thứ từ 2 vợ chồng bị mất con trai hơn 10 năm trước. Ông đã dặn vợ và gia đình không được làm khó thằng bé hàng xóm và cha mẹ nó, vì đây là nghiệp quả mà ông phải trả. Ông bảo con cháu
lấy kinh nhân quả đọc cho ông nghe. Sau đó, ông chút hơi thở cuối cùng. Tuy ông lão không cố ý giết người, không ác tâm giết người, nhưng dưới tay ông, một đứa bé phải chết dần trong sự đau đớn. Quả báo đã trở lại với ông khi một tình huống tương tự. Lưỡi dao nơi tay thằng bé hàng xóm đã cắm vào bụng ông khi mà ông và thằng bé đang thương quý nhau rất mực. Lòng hối hận và những chén cơm cúng vái đã xóa được nỗi hận thù với nhau. Hơn nữa còn kết chặt tình thân ái giữa ông và thằng bé trong cái vòng luân hồi vô tận này. Phước của sự sám hối đã khiến ông tỉnh táo trở lại trong những giờ phút cuối cùng để nói lên sự thật. Sở dĩ có tình trạng không quý giết người vì trước đó ông đã nung nấu, cố tâm để giết một con heo. Tác ý bất thiện này đã gây ra nỗi bất an cho ông suốt mười mấy năm và chấm dứt bằng một cái chết bi thảm. Nói là không cố ý, nhưng thực ra đã có cái cố ý để giết con heo kia rồi. Tác ý bất thiện nào được nuôi nấng mãi cũng có ngày kết thành quả báo đau khổ. Thế nên, ta phải kiểm soát xem tư tưởng của mình là thiện hay ác. Mà nếu là ác thì phải đình chỉ lập tức, còn thiện thì hoan hỉ tiếp tục. Trước khi làm chủ tâm ở trong định, chúng ta tập làm chủ tâm trong thiện niệm. Thiện niệm nào được nuôi nấng, mãi mãi cũng có ngày trổ quả, an vui.